Năm chiếc Bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Đức Hồng Y Phê Rô, Nguyễn Văn Nhân, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938, là một Hồng Y giám mục công giáo người Việt. Ngài hiện đảm nhận tước vị Hồng Y đẳng Linh Mục nhà thờ Thánh Tô Ma, Tông Đồ. Ngài từng đảm nhiệm vai trò Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam và Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Đà Lạt. Khẩu hiệu Giám Mục là Ngài phải lớn lên, Đức Hồng Y Phê Rô, Nguyễn Văn Nhân, có thể nói được các thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Pháp và Latin, bên cạnh tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn sinh trưởng tại Đà Lạt, trong một gia đình có truyền thống công giáo lâu đời. Sau quá trình tu học kéo dài gần 20 năm, tháng 12 năm 1967, Ngài được truyền chức Linh Mục tại Đà Lạt. Trong thời kỳ Linh Mục, từng đảm nhiệm các chức vụ khác nhau như Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt chánh xứ nhà thờ chính tòa Đà Lạt và linh mục tổng đại diện giáo phận Đà Lạt. Ngày 11 tháng 10 năm 1991, tòa thánh bổ nhiệm linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt và lễ tấn phong đã được cử hành sau đó vào ngày 3 tháng 12 cùng năm. Sau khoảng thời gian 3 năm làm giám mục phó, ngài kế nhiệm ngài kế nhiệm chức giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt năm 1994. Sau khi vị tiền nhiệm Đức cha Nguyễn Sơn Lâm được thuyên chuyển làm giám mục giáo phận Thanh Hóa, ngày 22 tháng 4 năm 2010, Tòa Thánh bổ nhiệm giám mục Nguyễn Văn Nhơn làm tổng giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội với quyền kế vị. Quyết định này làm giáo dân có nhiều bất mãn trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đụng độ với tổng giám mục Du Xe Mô Quang Kiệt trong một loạt tranh chấp. Ngày 7 tháng 5, Đức Hồng Y Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn chính thức nhậm chức tổng giám mục phó Hà Nội. Trong khung cảnh náo loạn, vì giáo dương thể hiện sự ủng hộ tổng giám kiệt. Một tuần sau đó, ngày 13 tháng 5, tòa thánh loan tin chấp thuận đơn từ chức của tổng giám mục kiệt, giám mục Nguyễn Văn Nhơn đương nhiên kế vị chức tổng giám mục Hà Nội với thời gian làm tổng giám mục phó ngắn ngủi 3 tuần. Thực tế chỉ kéo dài chưa đầy một tuần lễ. Ngày 4 tháng 1 năm 2015, tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn được Giáo hoàng Francisco loan báo vinh thăng Tước vị Hồng y. Các nghi thức nhận tước vị được cử hành chính thức sau đó vào ngày 14 tháng 2. Sau đó ngày 13 tháng 4 cùng năm, Tân Hồng y được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa bình. Ngày 1 tháng 4 năm 2018, Hồng y Nhân tròn 80 tuổi. Qua đó bất đi quyền bầu chọn Giáo hoàng trong mật nghị Hồng y ngày 17 tháng 11. Năm 2018, tòa thánh chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ngài vì lý do tuổi tác. Đồng thời chọn giám mục giáo phận Hải Phòng, Du Xe Vũ Văn Thiên làm tổng giám mục Hà Nội. Hồng y Nguyễn Văn Nhân sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt, trong một gia đình có truyền thống Công giáo lâu đời và có nhà nằm ngay cạnh giáo xứ Thánh Nicola Đà Lạt, gốc gia đình di cư từ giáo xứ An Truyền xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc Tổng giáo phận Huế. Cậu bé Nguyễn Văn Nhân đã chữa phép rửa tội sau đó vào ngày 12 tháng 4 cùng năm. Song thân là ông Tadeo Nguyễn Văn Sen, qua đời năm 1983, và bà Maria Madalena Nguyễn Thị Vàng, qua đời năm 1982. Cha mẹ ngài có 6 người con, ba trai và ba gái. Trong số đó đã có ba người đi theo con đường tu tập, gồm có hai chị và ngài. Năm 1958, song thân ngài nhận huân chương hiệp sĩ của tòa thánh. Ngày 26 tháng 10 năm 1949, cậu bé Nguyễn Văn Nhơn rời Đà Lạt nhập học tiểu chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn bằng một chuyến xe lửa trên hành trình 300 km và nhiều nguy hiểm do hoàn cảnh chiến sự. Trong thời gian này, năm 1956, chủng sinh Nguyễn Văn Nhơn thoát chết sau chuyến đi chơi biển của chủng viện tại nước ngọt đất đỏ. Trong biến cố này, cậu Nhân là một trong bốn chủng sinh bị nước nhấn chìm và là một trong hai chủng sinh bị bất tỉnh, người còn lại qua đời trong biến cố. Giám thị Lê Minh Châu là người đã hô hấp nhân tạo và cứu sống cậu. Sau khi tốt nghiệp tiểu chủng viện để tiếp tục con đường tu học, chủng sinh nhân nhập học tại giáo hoàng học viện Thánh Pio 10 Đà Lạt là một trong số những chủng sinh khóa đầu của học viện này. Năm 1958, năm 1968, Ngài hoàn tất chương trình học tại đây năm 1968. Trên trang Facebook, mạng xã hội đưa tin về kỷ niệm 32 năm thủ phong giám mục của Đức Hồng Y Phê Rô, Nguyễn Văn Dơn. Năm 1991, năm 2023, chúc mừng kỷ niệm 32 năm ngày thủ phong giám mục Đức Hồng Y Phê Rô, Nguyễn Văn Nhơn. Chúng ta cùng chúc mừng và hiệp lời cầu nguyện cho Ngài, tạ ơn Chúa. Chúc mừng Đức Hồng Y Phê Rô, nguyện xin Chúa ban bình an và nhiều hồng ân cho Ngài trong sứ vụ Chúa trao